Trong đại chúng hôm nay ta đã nói ra điều gì các ông đều nên tín thọ thì luôn được an vui. Khi Phật thuyết pháp như vậy, ở trong đại chúng có 84.000 Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, vô lượng hữu tình xa lìa trần cấu sanh pháp nhãn tịnh. Vô số hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hết quyển thứ 568.